Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mậu Ngọ ngay thẳng sống thiện lương, cầu toàn dứt khoát nặng yêu thương, chăm con nghiêm khắc lo che chở, giúp bạn chân thành tỏ tuấn cương, chu đáo giữ lời hơi độc đoán, trung thành bảo thủ chút phô trương, thăng trầm nóng nảy đừng sai khiến, dễ ghét hay yêu cũng thất thường. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, lộc vàng gõ cửa, may mắn ùa về, làm một lãi 10, đổi đời đại gia giàu nhanh như vũ bão trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Kính thưa quý Mậu Ngọ thân mến, chúng ta đều chỉ sống một cuộc đời dài nhất, tuy khác nhau, nhưng nếu đó là một ngày tháng nhàn tản bình yên, tiền tiêu thoải mái thì quả là viên mãn, có đúng không nào? Nhưng phần lớn cuộc đời chúng ta đều là những tháng ngày tràn đầy vất vả gian truân, nhiều người ngập ngụa trong nợ nần, túng quẫn đến phân nửa cuộc đời, đã vậy còn bệnh tật triền miên, vận đen kéo đến liên tiếp, khiến bao tiền bạc tích góp được cũng bị trôi đi sạch. Bi thương hơn nữa khi nhiều nhà vợ chồng tối ngày đánh nhau, chửi bới cãi vã, con cái thì phá gia chi tử. Nhìn thiên hạ người ta ăn nên làm ra, sống đời giàu sang suốt ngày đi du lịch, ăn nhà hàng, tiền xài cả quyển, rồi nhìn lại đời mình mà thấy đắng cay xót xa, khổ mãi vì chữ tiền. Thế nhưng vận đổi sao rời, thay đổi phúc khí tràn trề, bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới đây, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nhờ đức năng thắng số, sống đời thiện lương, ngay thẳng mà được ơn trên soi tỏ, thân tài tìm đến ban lộc, làm đâu thắng đấy, chúng lớn giàu to, ôm tiền tỉ nhét, chặt két, trả sạch nợ nần một bước đổi đời, nếu biết và làm ngay điều này. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 sẽ ra sao, bản mệnh sẽ gặp những vận may gì, có gặp phải vận hạn gì trong 3 tháng này hay không, và cách hóa giải cụ thể như thế nào, tất cả sẽ được giải đáp ngay trong video dưới đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đôi lời xin nhắn gửi tới quý anh chị tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Mậu Ngọ là bản mệnh cần phải hiểu về bản thân trước, rồi mới có thể tận dụng được thời cơ trong cuộc sống. Hiểu không rõ sẽ chỉ khiến Mậu Ngọ nhầm đường, hiểu không sâu sẽ chỉ làm Mậu Ngọ lạc lối. Giờ giang giang giờ, cơ hội cứ tới rồi lại vụt đi, cứ lóe sáng rồi lại chợt tắt, không tận dụng được vận may mà phát huy, lãng phí thời gian mà chẳng nên sự quả gì. Việc hiểu về bản thân sẽ giúp Mậu Ngọ ứng được với cái tên đường nội chi mã trời định cho mình. Đường nội chính là con đường đã có sẵn phía bên trong tâm, hiện hữu trong đầu, gắn liền với những sở thích và mong muốn mà Mậu Ngọ muốn thực hiện. Một con ngựa không muốn gò bó, truy cầu tự do, theo đuổi những điều đam mê, đôi khi ngông nghênh và đầy sự phá cách. Con ngựa bất kham đấy, chọn lựa đúng thì hợp thời mà dài lâu, chọn lựa sai thì chậm rãi cất bước, lòng bần thần bâng khuâng nghĩ về những chông gai của cuộc đời. Tiếc rằng 2021 và 2022 lại thường là những thời điểm đường Mậu Ngọ đi thường không quá đúng. 2023 mới hơi ngoi ngóc bò dậy, 2024 mới có chút tựu thành nhỏ nhỏ. Nhưng với cái tâm truy cầu lớn của bản thân, đối với Mậu Ngọ, thành tựu nhỏ chẳng khác gì thua cuộc trắng tay. Con ngựa Mậu Ngọ một khi đã phi thì rất khó để kìm cương lại, rất khó để quay đầu lại, rất khó để thay đổi những việc bản thân mình đã muốn mong. Con ngựa này không thiếu sự nối tiếc, không thiếu điều hối hận, phải trải qua những chán nản, những bồi hồi, những mộng ước gắn liền với hai chữ giá như và biết trước thì. Tuy nhiên người khác học hỏi từ sự sai, Mậu Ngọ sai một lần, sai hai lần, sai ba lần, họ vẫn lại có thể sai tiếp, vì Mậu Ngọ là thế, chẳng nhớ lâu, chẳng suy lắm, chẳng quá lưu tâm bài học của cuộc đời. Họ như ánh mặt trời chói chang và cháy bỏng, hôm nay mưa phùn, ngày mai lại rực rỡ, hôm nay thấy hối hận,
ngày mai lại hối hả cho sự lựa chọn mới của bản thân. Vậy nên, đôi khi trên con đường đời Mậu Ngọ cần dừng lại để ngẫm, dừng lại để suy, dừng lại để định hướng, kẻo bản thân họ cứ mãi lạc lối lạc đường. Số của Mậu Ngọ khó có đủ sự hòa hợp với mẹ cha, anh chị em ruột thân sinh không bằng huynh đệ tỉ muội trong xã hội. Đây là lá số xa nhà, xa gia đình, thiếu hòa hợp hoặc sự chia sẻ với bậc phụ mẫu thân sinh. Không phải họ không có tình cảm, không phải họ không có hiếu đạo, chỉ là thế giới tinh thần của họ là một biển tinh hà, rực rỡ giữa trời quang. Không chịu đựng được những tâm tư gò bó hay sự áp đặt đường đi, vậy nên họ không hợp thì tránh, không thuận thì xa, chứ nào có phải vì ghét bỏ mà không bày tỏ cùng nhau. Trong tình cảm, Mậu Ngọ dễ say nắng, dễ mộng mơ, dễ vướng vào lưới tình, nhưng cũng mau thoát khỏi những sự quỵ lụy đớn đau do lưới tình mang tới. Vì họ cá tính, vì họ độc lập, vì họ mang trong mình cái suy nghĩ lão thiên đệ nhất, lão tử đệ nhị, ta chẳng cần phụ thuộc ai để sống. Ta Mậu Ngọ là một cá thể đơn nhất, có một trái tim tự đập, một tinh thần tự lập, nào có cần ai giúp chuyển hóa để tồn tại trên cõi nhân thế này. Nên Mậu Ngọ sẵn sàng đi khi cuộc tình không đến đích, sẵn sàng chia ly nếu đó là kẻ chẳng ra gì, thà đau một lần mà tương lai nhẹ gánh, còn hơn cứ dở dang vạn thế sống nhạt nhòa. Vấn đề của Mậu Ngọ là cuộc đời vần xoay họ nhiều quá, như một cái vòng xoay ngựa gỗ vậy, khiến họ đang mất dần cái sự chủ động, loanh quanh luẩn quẩn chẳng lối đi. Trong 2025 tới, với sự tương trợ của quý nhân, Mậu Ngọ sẽ có được cột mốc đánh dấu sự ra khơi của bản thân mình, hòa với đất trời, với biển đời bao la rộng lớn, định hướng tựu thành cho muôn nẻo dặm đường bôn ba. Vấn đề là trước khi 2025 đến, giờ là lúc Mậu Ngọ cần nghỉ ngơi một chút, cần ngẫm nghĩ một tẹo, tách bản thân khỏi sự cuốn xoay của dòng đời, cho chính mình một sự suy nghĩ và cảm nhận để biết mình muốn ở đâu, mình muốn là ai, mình muốn trở thành người như thế nào, mình có nhân sinh quan ra sao. Mắt nhìn đời rộng rãi, tư tưởng bao la hay tâm tư nhỏ hẹp, bạn cần hiểu nội tâm của bạn trước, rồi bạn mới có thể lựa chọn đường bạn bước. Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, nhân sinh nói cho cùng chính là quá trình liên tục giữa lựa chọn và buông bỏ. Cuộc đời con người được chia làm 3 giai đoạn, tuổi trẻ thì nhìn xa, trung niên nhìn thấu, lão niên xem nhẹ. Nhìn xa là cách nhìn có phần nông cạn, thiếu đi tính thực tế, cho nên nhiều khi chỉ thấy được cảnh đẹp trước mắt mà không thấy rằng ngoài ngọn núi này còn những ngọn núi khác còn cao lớn hơn. Nhìn thấu chính là có thể hiểu được rằng thiên hạ bận rộn huyên náo đều là vì chữ danh, thiên hạ nhốn nháo đua chen đều là vì chữ lợi. Xem nhẹ không phải là không cầu tiến, cũng không phải là không cố gắng, càng không phải là không truy cầu, mà chính là bình thản với sự đời, thản nhiên không vướng bận, rời xa huyên náo một chút, tiến gần tự nhiên một chút. Không có ai sinh ra và đi suốt cuộc đời mình mà không trải qua những chặng đường trên, cũng không ai có thể tự đốt cháy giai đoạn cả. Cuộc đời con người chính là sự trải nghiệm, là sự đếm đong, quan trọng là có can đảm nâng lên đặt xuống hay không. Có những thứ nếu không thể trụ vững được thì nên dũng cảm mà buông bỏ, có những điều mong mỏi không đạt được chỉ có thể buông tay, bảo lưu không được chỉ có thể kết thúc. Hạnh phúc con người được xây dựng trên sự bình an, tự tại, thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đạt được điều đó. Chúng ta mệt mỏi bởi cứ khư khư không dám buông bỏ những thứ không thuộc về ta. Chúng ta không hài lòng, không phải vì chúng ta đạt được quá ít, mà là hy vọng được quá nhiều. Tâm rối loạn thì mọi thứ đều rối loạn, mọi thống khổ của cuộc đời đều phát sinh từ nội tâm của chính mình mà ra. Chỉ khi nào biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng, để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của hoài nghi ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Muốn bình an hãy buông xả, nhưng phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người, để bồ đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để vẫn chu toàn mọi việc, mọi bổn phận, tất cả cần được làm với tấm lòng bao dung mở rộng như một vị Bồ Tát, xử sự theo tinh thần từ bi hỷ xả. Còn đích đến nào tuyệt vời hơn khi biết tìm lại và trở về với chính cuộc sống nội tâm của mình, để trở về với sự thanh thản trong tâm hồn, có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi cho đời mình được an vui. Nhân sinh vốn không có hoàn mỹ, hạnh phúc không thể tròn đầy, cố chấp sẽ trở thành gánh nặng, buông tay mới là giải thoát, chỉ có hai điều thôi. Nhưng lại vô vàn thâm thúy, đọc, ngẫm nghĩ cảm nhận thật sâu sắc về cuộc đời, nhưng để thực hiện được tất cả sẽ không phải dễ, bởi xã hội mãi là dòng đời vạn biến. Còn bản chất tâm trạng con người tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh, chỉ mong mình luôn cố gắng rèn luyện, kiềm chế, chỉ cần nhiều một trong những hai cũng là tốt rồi. Có hai thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có hai thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Có hai thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
có hai thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách, có hai thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại, có hai thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm, có hai thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù, có hai thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn mẹ cha và sự giúp đỡ của người khác, có hai thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì, có hai thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin, có hai thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải, có hai thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt, có hai thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc, có hai thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ, có hai thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm, có hai thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật, có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung, có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc, có hai thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai, có hai thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày. Chúc quý anh chị tuổi Mậu Ngọ tâm luôn bình an, vạn sự cát lành. Và sau đây là tổng quan vận trình tính cách vận mệnh của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tuổi Mậu Ngọ thường có tính tình nóng nảy, dễ đắc tội với người khác, vận thị phi khó tránh, vì thế nên sự nghiệp cũng không thuận, nhân duyên không suôn sẻ, cuộc đời có nhiều chông gai. Tuổi Mậu Ngọ nên tu tâm sửa tính đọc nhiều, hiểu nhiều bồi đắp kiến thức và rèn cách sống cho bản thân, chỉ khi biết sống an tĩnh tự tại thì khi đó vận mệnh mới có thể xoay chiều. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào ban đêm thì được cân bằng hơn trong tính cách, cho nên vận mệnh của họ thuận lợi hơn, năm 35 tuổi có thể thành công. Tuổi Mậu Ngọ có ngũ hành thuộc hỏa, dương khí quá vượng nên âm khí dễ suy, hay bị nóng trong, bức bối khó chịu, hỏa khí thông với tâm, tâm là hỏa tạng chủ mạch máu chính, có vai trò cực kỳ to lớn trong suy nghĩ con người. Tâm chủ tàng thần, thất thần giả vong, đắc thần giả sinh, do đó, người này phải đặc biệt chú ý giữ tinh thần bình ổn, tránh bị kích động nóng nảy, nên ăn nhiều thực phẩm bổ âm. Phật độ mệnh của tuổi Mậu Ngọ là Đại Nhật Như Lai, nếu như con giáp này mang theo những vật tượng trưng của Phật, hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Phật che chở bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua tai nạn, bệnh tật đau ốm. Tuổi Mậu Ngọ thời trẻ phải chấp nhận đổ nhiều mồ hôi nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng, hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Nhiều con giáp tuổi Mậu Ngọ chịu nhiều vất vả, nhưng chưa được chạm vào những đại phú, đại quý. Người này tính cách không nhu, không cương, sống có trách nhiệm chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân trách phận, họ luôn kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên, gia phận phúc mỏng nên Mậu Ngọ thường phải sống xa quê, không được ở gần gia đình người thân, cũng gặp phải khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp. Thời gian đầu gặp phải thất bại liên miên, tới năm 35 đến năm 36 tuổi mới thành đạt rảnh rang, tới ngoài 50 tuổi mới có sự ổn định, không phải vất vả lo lắng quá nhiều. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng tốt thì thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết 10, cuộc đời tuổi này khá suôn sẻ. Không phải trải qua kiếp nạn gì lớn, họ luôn khao khát tiến đến thành công, khí chất cao nhã có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần ý chí dồi dào. Mậu Ngọ dễ dàng dùng tài năng của mình để hưng gia vượng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống, thêm quý nhân trợ lực bản mệnh phát huy hết tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Mậu Ngọ có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp, họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa, trọng tình. Nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cùng với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống, cũng như công việc. Là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy đào tạo làm tầng lớp kế cận. Tuổi Mậu Ngọ có trí thông minh và năng lực đạt mức hiếm có, là bậc kỳ tài trời sinh, nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp, thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh, tiền đồ vô lượng, thành công nhiều không kể xiết. Mậu Ngọ còn mang mệnh anh hùng hào kiệt, thời trai trẻ trải qua khá nhiều gian nan vất vả, nhưng đều có thể vượt qua, tuổi này không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ. Mọi chuyện đều phải nhờ vào chính sức mình, với ý chí kiên cường và nghị lực sắt đá, nên Mậu Ngọ cũng không phải nếm trải quá nhiều thất bại, họ là mẫu hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp. Trung vận gặp được quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình, từ trung vận trở đi, vận trình thăng tiến phát đạt thành công rực rỡ. Mậu Ngọ là người có tính tình hòa nhã trung thực. Mậu Ngọ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Ban đầu địa vị xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng tổ nghiệp lẫy lừng, như cây khô gặp mùa xuân đâm chồi nảy lộc,
người tuổi Mậu Ngọ sinh vào những ngày cát lành. Tuy không nhận được sự trợ giúp từ cha mẹ gia đình, gia tộc, nhưng lại có quý nhân vận cực kỳ tốt, thường xuyên có bạn bè che chở và ủng hộ, nên vững bước thành công sự nghiệp rộng rãi. Mậu Ngọ là người có khả năng quản lý tài sản, đắc tài đắc lộc, dư giả giàu có, vận may lâu dài, một đời không lo cơm áo gạo tiền. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới đây, do không được quý nhân và các tinh trợ mệnh, nên vận trình của Mậu Ngọ có những biến động khó lường. Dịch mã động tinh xuất hiện, mang đến nhiều sự dịch chuyển, thay đổi về công việc tài lộc cho bản mệnh. Nhưng chỉ cần bản mệnh lưu ý và nắm bắt những điều mà chúng tôi sắp chia sẻ dưới đây, thì chắc chắn sẽ có cơ hội đổi vận phát tài thành công rực rỡ. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ trên các phương diện cuộc sống. Mời quý anh chị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng của 12 con giáp nhận thấy, sang tháng Tân Mùi và Nhâm Thân, vận trình tháng của người tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu giảm sút, công việc gặp nhiều trở lực và vấp không ít chuyện muộn phiền. Tuy nhiên, vẫn may mắn vận trình lâm đế vượng, ngụ ý khổ tận cam lai. Trời không phụ lòng người có công, chăm chỉ làm việc, không than vãn về cuộc đời, có suy nghĩ tích cực, lạc quan, niềm vui và hạnh phúc sẽ tới. Tài vận trung bình, đề phòng phá tài, không có lợi cho đầu tư xuất hành xa. Ngoài ra, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, không cần quá lo lắng, hành sự thận trọng tránh lo chuyện bao đồng, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tích cực. Về tình cảm, đào hoa kiếp xuất hiện, người đã lập gia đình đề phòng kẻ thứ ba phá đám, chú ý bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Người độc thân, nhất là nữ mệnh cần đề phòng bị lừa gạt tình cảm. Về sức khỏe, cần chú ý dưỡng sinh cho thận. Về sự nghiệp, so với tử vi tháng trước, vận trình tháng này của người tuổi Mậu Ngọ giảm đi trông thấy, công việc bộn bề, vừa nhiều vừa lắm áp lực, tứ phía vây hãm phiền muộn, thành sự bất thuận, mưu sự khó khăn. Chủ tĩnh không chủ động, phát triển tiếp cái cũ, chứ chưa nên mở rộng cái mới. Vì vậy, đây là thời điểm bản mệnh cần tập trung tinh thần cho công việc hiện tại, đừng đứng núi này trông núi nọ. Ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng cùng lúc sẽ khiến việc chính giảm năng suất, không hề có lợi cho bạn. Đã xác định làm gì thì phải tập trung cao độ, có như vậy mới mong đạt kết quả cao. Dịch mã động tinh xuất hiện mang theo sự dịch chuyển liên tục, báo hiệu một tháng tất bật đang chờ đón bản mệnh phía trước. Tinh tú này khuyến khích những ai chủ động, xông xáo trong cách hành xử, trái lại không ủng hộ người lười nhác. Nếu chăm chỉ, kiên định mục tiêu, thấy khó khăn không chùn bước, tuổi Ngọ vẫn có thể gặt hái thành quả tốt lành trong tháng. Có người quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, làm ăn thất bát, điều đó có thể đúng ở khía cạnh nào đó. Tuy nhiên với những chú ngựa năng động, không chịu ngồi một chỗ chờ người khác giao việc, thì không việc gì là không thể, thành hay bại thể hiện ngay trong nhận thức của mỗi người. Suy nghĩ tích cực, hành động thận trọng sẽ không phải lo sợ bất cứ trở lực nào. Thêm nữa, nguyệt lệnh lâm đế vượng, ngụ ý khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, trời không phụ lòng người có công. Thời điểm hiện tại vận khí chưa tốt, nhưng không có gì đảm bảo trong tương lai nó cũng vậy. Có câu, nhân định thắng thiên hay đức năng thắng số. Cuộc sống của mỗi người do tự thân làm chủ, treo lái nó theo hướng nào là do bạn chủ động thôi. Nên nhớ, mọi khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, đừng vội thấy thế mà nản chí. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, có chí làm quan, có gan làm giàu. Hãy trang bị cho mình đầy đủ kiến thức trước khi tiến hành bất cứ việc gì, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Về tài lộc, nhiều khả năng người tuổi Mậu Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong tháng 6, tháng 7 âm lịch này. Bạn luôn chăm chỉ cố gắng hết sức mình, làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi, vì thế bạn gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được nhiều lời khen ngợi, cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Cấp trên chắc chắn rất quý trọng những nhân viên gương mẫu, nhiệt tình như bạn và muốn có hành động thực tế để cổ vũ tinh thần cho bạn. Với người làm ăn kinh doanh, bạn luôn giữ vững định hướng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, bạn cũng không lùi bước, bản mệnh biết mình phải làm gì và làm như thế nào nếu muốn gặt hái thành công. Bên cạnh đó, đội ngũ khách hàng thân thuộc cũng giúp bạn có một nguồn thu nhập ổn định, con giáp này có thể xem xét, đánh giá tình hình thực tế để mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng của mình, thậm chí thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn. Về tình duyên gia đạo, dù phương diện sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ đều có bước phát triển đáng kể, song chuyện tình duyên lại không được như ý, có lẽ bạn cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình. Có thể bạn đã vô tình tổn thương người thân lúc nào không biết, dù đã lập gia đình, nhưng con giáp này vẫn thường xuyên giữ mọi chuyện trong lòng và tự tìm cách giải quyết.
Có thể bạn cho rằng làm vậy để không ảnh hưởng và khiến người thân lo lắng, song cũng chính vì vậy mà bạn lại khiến người nhà cảm thấy bạn quá lạnh lùng xa cách. Con giáp này hãy học cách dựa dẫm vào người thân nhiều hơn, có thể chỉ là trò chuyện, tâm sự thôi, nhưng nhờ vậy mà các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn bó hơn rất nhiều. Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm đối lập. Bạn nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Đôi khi chịu thiệt một chút là cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa khí trong gia đình. Với người còn độc thân, trên thực tế thì bạn vẫn gặp được một vài đối tượng khá triển vọng do thái âm cát tinh mang tới. Người đó có thể chủ động bắt chuyện, làm quen, thậm chí bày tỏ tình cảm với bạn. Tuy nhiên, dường như bạn vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới, bởi có thể bạn vẫn hài lòng với tình trạng độc thân hiện tại, hoặc có thể bạn lo lắng mình sẽ phải chịu tổn thương lừa gạt nếu đã có người thầm mến. Có vẻ như bạn vẫn chưa đủ dũng cảm để thể hiện cảm xúc của mình. Bạn lo lắng nếu mình tiến thêm một bước thì sẽ phá hỏng mối quan hệ hiện tại. Nếu bạn cứ mãi giữ cái ranh giới giữa hai người, thì hai bên sẽ chẳng thể nào gần gũi hơn hiện giờ được nữa. Đã đến lúc bạn cổ vũ bản thân tiến lên rồi đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt do thái âm mang lại. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ nhìn chung là ổn định trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy mà bạn luôn cảm thấy nhiệt tình, hăng hái khi bắt tay vào công việc. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc cho phép bản thân được nghỉ xả hơi trong một vài ngày. Sau khi nghỉ ngơi, bạn sẽ lại có thêm động lực làm việc, tiếp tục cống hiến và gặt hái thành công. Cẩm nang vượng vận, tuổi Mậu Ngọ mạng hỏa, nam, mộc đức, nữ, thủy diệu, khẩu quyết, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, có cơ hội thăng tiến, quý nhân, sửu, dần, tiểu nhân, tỵ, mão, màu sắc may mắn, đen đỏ. Tiếp đến là tử vi tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tháng 8 âm lịch, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy tháng mới của tuổi Mậu Ngọ có nhiều sự chuyển biến đáng kể. Người tuổi này ngày càng có nhiều bước tiến mới, gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, tình hình chung thì công việc tháng này có vẻ như khá bấp bênh và chưa được vững chãi cho lắm. Tâm trạng của Mậu Ngọ lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Nhiều người còn bỏ việc hoặc quá hấp tấp nên gây ra sai lầm lớn. May mắn có tam hợp cục chiếu cố nên đường tiền bạc công danh có nhiều bước tiến mới. Nói vận trình của tuổi Mậu Ngọ xui xẻo là không đúng, bởi trong tháng mới họ vẫn đạt được nhiều may mắn mà tuổi khác khó sánh bằng. Tiền bạc vào túi dồi dào, không phải lo lắng về của cải. Tiền bạc trong tháng này vì cứ hết lại kiếm được tiền, người càng sởi lời dũng cảm thì cơ hội gặt hái tiền bạc trong tháng mới càng cao. Tháng này sẽ có cơ hội tình cảm tốt, dễ tạo cơ hội cho mình nhờ mối quan hệ với người lớn tuổi hoặc làm cầu nối giúp bạn bè có người yêu, bạn cũng dễ gặp được người khác giới hợp với mình. Về sự nghiệp, kính chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tử vi sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Tháng này, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ sẽ có nhiều cơ hội và thách thức đáng chú ý. Tháng 8 âm lịch mang đến nhiều cơ hội thăng hoa cho sự nghiệp của bạn. Đầu tháng, các cơ hội thuận lợi sẽ đến với bạn trong việc kiểm tra, đánh giá, xin việc và nhận được sự quan tâm từ quý nhân khi tìm việc mới. Nếu bạn đang có kế hoạch khai trương cửa hàng hoặc mở rộng thị trường buôn bán, đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Dù bạn làm công việc gì, trong tháng này, người tuổi Mậu Ngọ đều có thể suy nghĩ tích cực và có động lực làm ăn. Những vấn đề chưa được giải quyết trước đó sẽ có cơ hội được xử lý triệt để trong tháng này. Ảnh hưởng của tam hợp chính là ánh sáng cứu vớt công việc của bạn, mang lại những giải pháp hiệu quả và khả thi đối với những người giữ vị trí lãnh đạo hay sếp lớn. Dù bạn có giỏi giang trong việc nhìn người đến đâu, hãy thận trọng hơn trong quá trình tuyển dụng nhân sự mới, ký hợp đồng mới hoặc giao việc cho nhân viên. Đừng để bị gài bẫy bởi những người không đáng tin cậy. Sự cẩn trọng và kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Tâm trạng của bạn trong tháng này có thể hơi sa sút, vì vậy hãy điều chỉnh tâm lý và đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Khoảng thời gian cuối tháng sẽ khá bận rộn với nhiều việc cần xử lý. Hãy cẩn thận với sự nhẹ dạ cả tin và tránh quá hiếu kỳ, vì điều này có thể gây ra những cản trở lớn cho công việc của bạn. Nếu công việc kinh doanh của bạn đang trì trệ trong thời gian dài, đây là lúc bạn cần thay đổi suy nghĩ và xử lý linh hoạt để tìm ra bước đột phá. Hạn chế nghe lời góp ý từ những người không thực sự muốn bạn thành công, bởi vì không phải ai cũng có thiện ý đối với sự thăng tiến của bạn. Tháng 8 âm lịch năm 2024 là thời gian mà người tuổi Mậu Ngọ cần tận dụng cơ hội, suy nghĩ tích cực và linh hoạt trong xử lý công việc. Hãy cẩn trọng trong các quyết định quan trọng và đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Chúc bạn thành công và may mắn trong sự nghiệp.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để cập nhật những thông tin tử vi bổ ích khác. Chúc mọi người có một tháng mới đầy thành công và hạnh phúc. Về tài lộc, trải qua tháng 7 âm lịch với nhiều thử thách, đến tháng 8 âm lịch, người Mậu Ngọ sẽ có cơ hội đón nhận những sự thay đổi tích cực về tài lộc. Theo tử vi, tháng này khó cầu công danh và các hoạt động thi cử không được đánh giá cao, thay vào đó, nên tập trung vào việc tích lũy kiến thức và nhẫn nại giải quyết các vấn đề tài chính. May mắn với chính tài, mang đến lộc lá cho những người đang kinh doanh hoặc phát triển sự nghiệp. Điều này đặc biệt phù hợp cho những ai có ý định mở rộng thị trường hoặc khai trương cửa hàng, không cần phải lo lắng về những kẻ ganh đua. Hãy tiếp tục đi đúng con đường đã chọn và làm việc với lòng nhiệt huyết thì thành công sẽ đến với bạn, mặc dù có thể gặp phải sự ghen tị từ một số người xung quanh. Nhưng sự thành công của bạn sẽ không thể bị ảnh hưởng, họ thiếu năng lực và trình độ để có thể cản trở bạn. Vì vậy, hãy tiếp tục tiến về phía trước một cách bình tĩnh và tự tin. Tháng này cũng là thời điểm thích hợp để người Mậu Ngọ có những hành trình xuất ngoại hoặc du lịch. Điều này không chỉ mang lại sự thư giãn, mà còn có thể giúp thúc đẩy sự nghiệp và tài vận. Đồng thời, đầu tư vào các sản phẩm tài chính như vàng, cổ phiếu cũng có thể mang lại lợi ích tài chính lớn trong thời gian tới. Với sự lạc quan và tích cực, người Mậu Ngọ có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công bất ngờ trong tháng này. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần và khai thác hết tiềm năng của mình để tận dụng tối đa các cơ hội đến với bạn. Về tình cảm gia đạo, tử vi tháng 8 âm lịch có nói, bạn sẽ trải qua những thay đổi lớn trong đời sống tình cảm trong tháng này. Bạn được nhiều người để ý bởi phong thái đường hoàng, sang chảnh và vui vẻ tươi mới. Hay nói hay cười, nhưng khi gặp người mình thích bạn cũng đừng quá hung hăng, mà hãy bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè trước. Nếu vội vàng tỏ tình có thể sẽ khiến đối phương sợ hãi. Với các bạn chưa lập gia đình, nên mạnh mẽ lên, người ấy không thích bạn, không phải do bạn chưa đủ tốt, mà vì ngay thời điểm đó bạn chưa phải điều họ cần, trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề tình cảm trong tháng 8 cho Mậu Ngọ, đó là chấp nhận, thay đổi, rời xa. Nếu không chấp nhận nổi thì phải thay đổi, nếu như không thay đổi được, vậy thì phải rời xa, đừng bi lụy vì bất kỳ ai hết, vì họ không xứng. Sự hài hước của con giáp này ghi điểm tối đa trong mắt những người xung quanh, bạn làm quen được thêm nhiều người mới và cũng hòa giải được nhiều mâu thuẫn của những người khác, có nhiều người mang ơn bạn trong tháng 8 âm này. Về sức khỏe, mặc dù nhìn bề ngoài cuộc sống sẽ không có nhiều thay đổi, nhưng sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ sẽ mang đến bệnh tật và nhiều tai nạn khác nhau, vì vậy bạn phải cảnh giác và đừng bất cẩn. Đặc biệt là trong thời gian ốm đau, đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai cần chăm sóc cơ thể thật tốt, không nên vận động quá mức ngoài trời vào thời gian này, tránh leo núi, bơi lội và vui chơi dưới nước. Người Mậu Ngọ tính tình vui vẻ, luôn có nhiều bạn bè xung quanh, hay nhậu nhẹt tiệc tùng, tuy nhiên tháng này vẫn phải kiềm chế bản thân, tránh đi chơi khuya, hạn chế ăn nhậu quá đà kẻo ngã xe. Những người có thói quen uống rượu, hút thuốc nên bỏ càng sớm càng tốt, có một lối sống lành mạnh và đều đặn, ở nhà nghỉ ngơi yên bình, nghiên cứu thêm kiến thức về giữ gìn sức khỏe, giữ thái độ tốt mới có được cơ thể khỏe mạnh. Vâng, kính thưa quý anh chị thân mến, trên đây là những luận giải chi tiết nhất từ các chuyên gia tử vi của kênh Minh Đường Tử Vi. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe video ngày hôm nay. Nếu như quý anh chị có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về vận số của mình hoặc của người thân, anh chị đừng ngại, hãy đặt câu hỏi cho các chuyên gia của kênh Minh Đường Tử Vi để được tư vấn chi tiết cụ thể nhé. Kính chúc quý anh chị có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.